rồi nhìn qua lại, oh shit, mẹ nằm sau lưng. Hai. Đó, hai. Good girl, it's over again. What's that thing? Cái này là Alaskan king crab, Singapore sauce style. It's a Shanghai garlic butter. Shanghai garlic and butter sauce. Ngon lắm. Ăn cái liếm tay mới ngon nè. Thấy không? Phải liếm mà chục 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 chục. Không dám hai người đẹp ăn cũng sao. Ngon. Sáng hai con lịch vơ thì nó là king crab. Lấy cái kéo nữa. Lấy kéo rồi. Chứ ngồi đút vô cái găng hơi ra cái cắn hơi gớt nguyên hàm răng ra ngoài tốn thêm mấy ngàn để làm mà mấy em xe hai em đi chị ra ngập ăn. Ngon ngon đằng sau phải mở nhà hàng. Dạ đó này lỗ bởi vì ăn lỗ. Mấy cái bánh chưa? New face, new face, new face. You're the star. New face mà là ít ô đê. Ăn phim mà giống như là celebrity vậy, quốc hai ba khan và chỉ vô. Chuyên đi, em hút là chuyên đi, hai ba đi, chuyên đi. Chuyên đi. Cái này tỏi nó hơi đắng đắng thôi. Tỏi nó đắng được không? À, có đắng không? Anh có đắng không? Tại vì tỏi keo á, tỏi keo đắng hả? Nó có mùi gì á? Really good. Really, up there? Yeah. Let me pizza. Can I do like that first semester of sickness? Oh, okay. Ai mà có hai cholesterol. Cholesterol ăn vô nguy hiểm em. I have a friend of mine that just started a channel like earlier this year of him eating and just eating. He's in California. He eats like stuff like Chipotle and. I see two of my friends that started their YouTube channel this year. Of them eating. Tí ăn xong rồi ngồi đầu kêu mấy đứa nó quen. Tỏi xay sẵn không? Dạ, tỏi xong bắt đầu cái bỏ. Tỏi họ xay sẵn hay là tỏi? Nó mình tự xay. Mua về mình xay là
cái loại mà nó lột rồi á. Mà như cái tỏi này nó hơi đắng đắng. Nó có bơ giống nó bơ. Bơ thì nó thơm. Get that video? Get that video? Yeah. It flew across the ngon luôn. Làm cảm nhưng mà chắc từ từ. Cái review nãy giờ từ